Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin của tờ Nhật Báo Người Việt. Nguyễn Xuân Phúc bay thương mại đi Nhật vì không được dùng chuyên cơ. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam, bay đi Tokyo, Nhật Bản, dự quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bằng chuyến bay thương mại của hãng hàng không Việt Nam Airlines hôm 25 tháng 9. Các báo ở Việt Nam đưa tin này với hàm ý cho rằng Chủ tịch nước tiết kiệm tiền thuế dân và không câu nệ chuyện bay bằng máy bay gì. Bản tin của tờ Tuổi Trẻ chạy tít Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi máy bay thương mại dự quốc tang ông Shinzo Abe. Còn theo tờ Vietnamnet, ông Phúc đi trên chuyến bay VN384 với 234 hành khách trên hành trình từ Hà Nội đến Tokyo. Tháp tùng ông Phúc là đoàn tùy tùng gọn nhẹ, gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ba thứ trưởng của ba bộ khác nhau cùng với một số giới chức của Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc phải xuất cảnh trên chuyến bay thương mại sau nhiều tháng không đi ngoại quốc là chỉ dấu cho thấy ông Phúc này đã thất thế và đây là một cách đảng làm cho ông này mất mặt. Đến nay, việc một giới chức thuộc hàng tứ trụ đi chuyến bay thương mại ra ngoại quốc được ghi nhận là điều hiếm khi xảy ra, nhất là khi mỗi chuyến bay của tứ trụ đều có bầu đoàn thê tử hùng hậu gồm thuộc cấp trợ lý, phụ tá, đại diện doanh nghiệp thân hữu vân vân. Hơn nữa, tại Việt Nam chưa từng có giới chức nào từ cấp bộ trưởng trở lên cho thấy họ chịu ngồi hạng ghế phổ thông economy để tiết kiệm tiền thuế của dân cả. Việc chủ tịch nước nhiều tháng liền không xuất cảnh làm dấy lên tin đồn trên mạng xã hội rằng ông này bị đảng tạm dừng xuất cảnh để xử lý kỷ luật do để bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc dính líu vào vụ việc Á. Công luận đặt dấu hỏi khi Chủ tịch nước Việt Nam không tham dự lễ tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tổ chức ở London, Anh Quốc hôm 19 tháng 9 mà để ông Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thay, theo truyền thông Việt Nam. Tiếp đó, báo chính phủ loan tin ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đi New York, Mỹ, tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Theo giới quan sát, hồi năm ngoái, ông Phúc là người đại diện Việt Nam, tham dự sự kiện này và kết hợp thăm Cuba. Báo Đất Việt đăng bài lần xuất cảnh cuối cùng của Nguyễn Xuân Phúc. Việc chủ tịch nước nhiều tháng liền không xuất cảnh làm giấy lên tin đồn trên mạng xã hội rằng ông này bị đảng tạm dừng xuất cảnh để xử lý kỷ luật do để bà Trần Thị Nguyệt Thu và ông Nguyễn Xuân Phúc dính líu vụ việc Á. Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ quốc tang cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tokyo, Nhật Bản trong các ngày từ 25 đến 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo. Đây là chuyến xuất ngoại mới nhất của ông Phúc sau nhiều tháng chủ yếu đi dân hương tại các tỉnh ở Việt Nam và tiếp các đại sứ tại Hà Nội. Báo Zing hôm 22 tháng 9 dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho hay trong chuyến đi Nhật, ông Phúc giữ các hoạt động chính và gặp gia quyến của ông Abe, lãnh đạo bạn bè Nhật Bản và lãnh đạo một số nước. Như vậy, đây là một chuyến đi dự quốc tang chứ không phải chuyến thăm cấp nhà nước của ông Phúc tại Nhật. Chuyến đi của ông Phúc được mô tả là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của Việt Nam đối với những đóng góp của ông Abe trong thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước. Trước sự kiện này, công luận đặt dấu hỏi khi Chủ tịch Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam liên tiếp vắng mặt tại hai sự kiện quốc tế quan trọng gần đây. Trong sự kiện đầu, các báo ở Việt Nam đưa tin Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để tham dự lễ tang nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tổ chức ở London, Anh Quốc hôm 19 tháng 9. Tiếp theo đó, báo chính phủ loan báo ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đi New York, Mỹ, tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 đến 25 tháng 9. Theo giới quan sát, việc Đảng Cộng sản Việt Nam cử ông Phạm Bình Minh đi Mỹ trong dịp này là điều hết sức bất thường, vì theo thông lệ hàng năm chủ tịch nước mới là người đại diện Việt Nam tham dự sự kiện này. Trong phiên họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra hồi năm ngoái, ông Phúc là người dự họp và kết hợp thăm Cuba. Chuyến xuất ngoại gần nhất của ông Phúc là thăm Singapore hồi trung tuần tháng 2 việc chủ tịch nước nhiều tháng liền không xuất cảnh làm dấy lên tin đồn trên mạng xã hội rằng ông này đã bị đảng tạm dừng xuất cảnh để xử lý kỷ luật do để bà Trần Thị Nguyệt Thu và ông Nguyễn Xuân Phúc dính líu vụ việc Á tờ Thời báo chấm bình luận rằng có người nói tên ông đương kim chủ tịch nước là Phúc thì chắc ông ta hóa giải được họa do chiếc ghế hung hiểm này mang lại. Ông Phúc có đủ phúc để đè họa hay không thì còn phải chờ. Tuy nhiên vụ án Việt Á như là đám cháy bùng, nó đang lan sang cả nhà ông Phúc. Dù chưa cháy nhưng nếu không dập thì nó sẽ cháy vào nhà. Ông Trần Đại Quang ngồi chiếc ghế chủ tịch nước mới 2 năm thì mất mạng. Tiếp theo ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế này chưa được một năm thì suýt mất mạng ở Kiên Giang. Hoảng quá, ông Trọng bỏ ghế lại và ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào. Không biết có điều hung hiểm gì không, nhưng dạo này vụ công ty Việt Á đang muốn gõ cửa nhà ông Phúc. Các quan chức thường hay xây dựng mặt nạ trong sạch của mình bằng cách để vợ làm ăn sau lưng. Có thế thì mới không có bằng chứng bản thân trực tiếp làm xấu, Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng khéo léo che đậy. Không biết bà Trần Thị Nguyệt Thu và ông Phúc khéo léo đến đâu mà cộng đồng mạng bùng phát lên tin đồn bà này dính tới công ty Việt Á. Nếu thật như vậy, chi có thể nói sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc không mấy hành thông. Hứa hẹn thời gian tới sẽ gặp sóng gió. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang an vị tại vị trí chủ tịch nước. Xem ra ông ta còn thích tiền và quyền lực lắm. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để phụ nữ chen vào những công việc phức tạp trên chính trường. Đây là kẻ hở có thể dẫn tới sự nghiệp chính trị của ông Phúc sẽ đứt bóng sớm. Vụ án Việt Á xem ra phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều. Càng ngày cho thấy họa đang đến gần với Nguyễn Xuân Phúc. Ghế chủ tịch nước là ghế hung hiểm xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ hóa giải ra sao. Chứ họa thì đã báo rõ. Ông Nguyễn Xuân Phúc có 5 năm làm thủ tướng. Theo thông tin ngoài hệ thống báo chí nhà nước, thì gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc và ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể là Vũ Trí Hùng, và con trai là Nguyễn Xuân Hiếu, cả gia đình ông Phúc lợi dụng danh tiếng của ông Phúc làm ăn và khá nhiều vụ trong đó mang lại tài tiếng lớn. Năm 2019, vụ học sinh bị chết tại trường quốc tế Gateway đã lộ ra nhiều vấn đề, trường này có cổ phần của con gái ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ vụ đó, ông Phúc cho che đậy tiêu cực khá tốt nhưng hình ảnh để gia đình lợi dụng danh tiếng của ông làm ăn là điều đáng xấu hổ. Như ông Nguyễn Phú Trọng cho tới nay người ta vẫn chưa thấy được người thân của ông lợi dụng tên tuổi ông để làm kinh tế. Tuy nhiên về mặt này ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm khá lộ liễu, lộ liễu không khác gì ông Nguyễn Tấn Dũng để con gái lợi dụng quyền lực của cha tận thu trong các phi vụ mờ ám. Là con là vợ của thủ tướng thì ai dám đụng vào. Ông Nguyễn Tấn Dũng là người để cho người thân lợi dụng tên tuổi như là một tấm gương cho Nguyễn Xuân Phúc. Với 10 năm bên cạnh Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng học được khá nhiều. Theo một số nguồn tin riêng thì vụ công ty Việt Á có dính đến bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Phúc. Cũng giống như vụ con gái của ông Phúc trước đây 3 năm thì vụ bà Thu nhúng tay vào Việt Á không được công khai trên báo chí nhà nước mà nó là những nguồn tin riêng từ trong báo ra. Đã đánh nhau giành ghế thì tin nội bộ tuồn ra là một trong những các cái lý do đưa tin có chủ ý. Người dân rất thích thóng những cái loại tin này nên những loại tin này có sức lan tỏa rất nhanh lần này thế lực thù địch trong đảng quyết quật cho ông phúc rơi khỏi ghế chủ tịch mới thôi Tin tức tuồn ra từ nội bộ làm rõ hơn về bức tranh phối hợp giữa vợ và chồng. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngó lơ để Trung Ngọc Anh thừa nhận kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y và Công ty Việt Á. Song song với hành động này, bà Trần Thị Nguyệt Thu móc nối với cơ sở sản xuất kit test từ Trung Quốc, sản xuất và gắn mát cho Việt Á tại Trung Quốc. Một nguồn tin bí mật từ Hải quan cho biết, mặt hàng ghi xuất xứ Trung Quốc trong tờ khai nhưng nhãn mát là của Việt Á đã được thiết kế hoàn chỉnh và gắn trên bao bì. Hàng nhập về chỉ cần phân phối lại mà không cần phải dáng mát lại đó là lý do khu sản xuất của Việt Á chỉ rộng chừng 10 mét vuông. Thực chất, ngay cả Việt Á cũng không làm công tác giãn mát mà chỉ làm công tác lưu kho và xuất kho mà thôi. Bằng chứng lớn nhất hiện nay là tờ khai tại Hải quan và ekip đã ký cho thông qua bộ kit test. Đây là đầu mối để lần ra con đường làm ăn Việt Á rằng đã có người lo tận nơi sản xuất ở Trung Quốc rồi. Một mình Phan Quốc Việt không có đủ tầm để làm điều đó, chỉ có những người có tên tuổi lớn thường ra nước ngoài móc nối với những cơ sở nước ngoài mới lo đến tận răng như vậy. Yếu điểm lớn nhất của Nguyễn Xuân Phúc chính là bà vợ ông. Nếu Tô Lâm chứng minh được người đứng đầu đằng sau thương vụ sản xuất và gián nhãn kit tại Trung Quốc thì điều đó có nghĩa là hành động ký xuất quỹ cho dự án nghiên cứu của học viện quân y và Việt Á là có đủ, có chủ đích chứ không phải là sai lầm. Tội cố ý làm trái là tội nặng hơn cái tội thiếu trách nhiệm rất nhiều. Có thông tin cho biết hiện Tô Lâm đang nhắm vào hướng điều tra này. Nếu khui ra thì chính ông Nguyễn Xuân Phúc bị vợ quật mất sạch uy tín thật. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.